Em này chào các bác nhá. Là ngày 20 tháng 12 năm 2021. Em này sẽ Hải Phòng. Nay em lên cái video bán cho cô chú chị ít kỳ 5 cái trắng HO và kỳ 5 cái trắng Phú Thọ. Đấy, mọi người mà sưu tầm cây thì hú em nhá. Số 0918987303. Đây là những cái cây hắt xì ho nhà em này. À, ở đây em có bán một cái siêu phẩm hồng yên thủy này nhá. Con này thì cụ nào lấy thì nhắn cho em qua Zalo em cái rồi nhá. Đấy, tại vì giá nó khá là cao tiền, đưa lên trên này thì rất là nhiều người thế nọ thế kia. Địa chỉ và số điện thoại của em ở đây nhá mọi người nhá. Đây em đang đóng hàng này, trả khách này. Em mới thuê được nhân viên này. Rồi bây giờ em em có 5 cái đơn 5 cái nhắn HO và 5 cái đơn 5 cái nhắn Phú Thọ. Hôm nay bác nào mua hàng thì em sẽ tặng kèm cho một cây mắt ngủ kẻ cánh bầu nhá. Thì cái kẻ cánh bầu ấy, mọi người biết là em nuôi làm giống thì em cho ăn khá là nhiều đạm để cho cây nó lớn, chứ còn để nó lên kẻ thì cái việc lên kẻ thì gần như là mình cái giống của nó mình sẽ không có nhiều, nên là em không lên kẻ. Thì sang năm cô chú chị về ươm thì nó sẽ ra kẻ. Đây là cái những cái chậu kẻ cánh bầu. Em cho mọi người xem thân lá của nó trước. Dòng này thân thủ rất là to và kẻ rất là đẹp nhé. Đấy, thì cái mắt này là em tặng thôi, tặng theo kèm theo đơn. Hôm nay lên video nên là em sẽ tặng. Bác nào mua hàng thì em sẽ tặng mỗi người một mắt. Sẽ có 10 mắt để tặng. Thì đầu tiên đó là em sẽ bán cây 5 nhắn HO trước nhá mọi người nhá. Em nói là bán luôn chứ không phải là chia sẻ gì cả. Cái từ ngữ nó bình dân đi. Chia sẻ mấy cả nọ kia. Em bán cho cô chú anh chị cây kỳ này 14 sen. Dễ khỏe, mắt rất là đẹp. Đấy, mắt rất to. Đấy. 14 sen em bán 1.820.000 này. Cái số 1 này là cái nhắn HO nhá. Cái số 2 cũng là cái nhắn HO. Cái ươm tự nhiên. Đấy, dễ rất là khỏe. Cây mập. Cây đang béo lên, chưa béo hẳn này. Mọi người nhìn cái đầu là biết. Béo hẳn thì nó sẽ túp đầu này, nó rất là đẹp. Thì lúc đấy là giá nó sẽ cao hơn. Con này đơn số 2 13 sen 1.690.000. Đơn số 3 cũng là làm cái nhắn HO. Kỳ ươm tự nhiên. Toàn bộ đây kỳ ươm tự nhiên nhé. Những kỳ ươm tự nhiên này rất là đẹp. Con này em bán với giá là 1.560.000. Kỳ ươm tự nhiên. Rất là phê pha. Đơn số 4 cũng là 5 cái nhắn HO 12 sen. Kỳ ươm tự nhiên. Dễ khỏe. Cây đẹp. Đang béo. Đấy, con này 12 sen. Em bán là 1.320.000. Đơn số 5 cũng là 5 cái nhắn HO cũng 12 sen. Con này thì vẫn đang đi ngọn nhẹ. Kỳ ươm tự nhiên. Toàn bộ kỳ ươm tự nhiên rất là đẹp. Con này em bán là 1.560.000 tiếp. Đấy, 12 đơn số 5. Mọi người thích cái đơn nào thì cứ hú em ấy. Yeah, mấy cho. Đơn số 7 là 5 cánh trắng Phú Thọ nha mọi người nhá. 5 cánh trắng Phú Thọ. Kỳ béo đẹp. Đấy. Thì rất đẹp. Con này 12 sen 420k. Rồi đến đơn số 6.
À, đây đơn số 7 đúng không ạ? Đây đơn số 6. Lộn một đơn nhưng không sao. Đơn số 6 11 cm. Béo. Đang béo ai mà nó tròn đầu nữa, nó còn to nữa. Con này 380k, 11 cm. Đơn số 8. Vẫn là làm cái trang Phú Thọ. 10 cm. 10 cm 5. 368.000. Rất là đẹp. Những khi rất phê, rất đẹp, dễ, rất khỏe. Khi ươm tự nhiên nên nó khỏe lắm. Rồi, đơn số 9. Vẫn là làm cái dáng Phú Thọ nha cô chú chị nhá. Đây, đơn số 9. 720.000. 18 cm. 2 em. 1 em, 2 em. To hơn ngón tay em à. To hơn ngón tay giữa. Rất là phì. Rất là đẹp. 720k. Đơn số 9. Rồi đơn số 10. 520.000. 13 cm. To hơn ngón trỏ. À, to hơn ngón giữa. Đây mọi người nhìn được. Phì lắm. Quá đẹp luôn. Đây còn đâu bác nào lấy cái gì thêm thì cứ nhắn qua số điện thoại em nhé. Em còn khá là nhiều, rất nhiều. Đây, khi đẹp lên nữa này. Chưa lên. Đấy, khi xấu xấu kia thì nó xấu xấu tiền. Đấy. Xấu xấu thì xấu xấu tiền. Rồi em quay lại cho mọi người xem nhá, đơn số 1 này. Đơn số 2 này. Đơn số 3 này. Một trang. Đơn số 4 này. Đơn số 5 này. 1, 2, 3, 4, 5 là 5 cái trang HO nhá. Còn 6, 7, 8, 9, 10 là 5 cái trang Phú Thọ. Em sẽ quay lại cho mọi người từng cây một. Mọi người cùng xem. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 10 này. Rồi. 10 đơn. Tất cả bác nào lấy thì cứ nhắn qua số điện thoại cho em và được tặng thêm một mắt ngủ cây kẻ cánh bầu nhá. Em là Sĩ Hải Phòng. Mọi người xem video cho em xin một like, ấn chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ kênh ngày càng phát triển nhá. Hẹn cô chú anh chị tối nay lại lên livestream chén gió. Đấy, cây em thì còn rất là nhiều. Những cái này thì nó cao tiền hơn một chút. Nó trông nó đẹp hơn mà. Mã đẹp thì nó đắt hơn tí.